Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn một cái bộ chế xe 4 bánh. Ở đây là sử dụng bánh thường là 400/12. Cái chiều rộng của cái cầu này thì các bạn tùy chọn, mình bán là đồng giá như nhau. Từ 80 cho đến 1m2 là đều bằng tiền nhau hết. Thì tất nhiên các bạn làm xe chơi thì cũng phải rộng trên 1m rồi, từ 90 trở lên thì nó mới hợp lý, chứ còn là rộng mà ít quá thì lại không đẹp, mà hơn nó sẽ chật chội. Đối với cái bộ cầu trước ấy, thì bên mình ở đây là có bố trí cho các bạn cái cầu trước là chưa hàn sẵn cái ống cầu như các bạn đang xem trên hình đấy. Thì đã có hai Meyer bên rồi, các bạn dùng ống 60 để hàn thì tùy theo các cái cầu. Đấy thì làm vậy thì cho nó giá thành nó sẽ giảm đi. Cái ống 60 thì mua nó cũng rất là dễ dàng thôi. Bộ thì vẫn đầy đủ số lùi này, trục các đăng này, hai cái khớp trượt này, bộ phụ kiện phanh tay này, phanh chân này. Đấy, và có cả chân ga nữa. Bộ này thì trang bị cả chân ga nữa. Đèn hậu mũi tên này. Đèn hậu thì cũng có 3 chức năng bóng là phanh, pha và lùi. Cầu thì tambua đường kính là 180. Tim ốc của nó là vuông 7. Đo là tim ốc từ 7. Và đo chiếc ốc chéo là 10. Nhíp thì rất là đẹp. Nhíp thì 4 lá, rất là dẻo. Nhíp này như hàng nhập khẩu nhé, không phải là hàng sản xuất trong Việt Nam mình đâu. Cho nên là về cái độ sơn bóng và cái chất thép nó rất là đoàn hồi, rất là tốt. Nhíp này có chiều dài là 50. Thì các bạn chế xe 4 bánh, 4 chỗ ngồi là dư sức thoải mái. Đấy. Hệ thống lái ở đây thì sử dụng hệ thống lái vô lăng cỡ dày luôn đấy. Thương lái đơn. Các bạn là tùy chọn thương lái. Đấy. Cái phần là đây là mình đang lược để cho nó gọn hình ảnh thôi. Thì nó có cả cái phần trụ lái dưới kia. Đấy. Một đôi đèn lưới dạng ATV. Cái đèn này có đường kính là khoảng 14 cm. Thì tí nữa mình sẽ đo cho các bạn xem. Đấy, thì một bộ tổng thể nó là như vậy. Tất cả các cái phụ kiện đều đi kèm đầy đủ. Nhíp này cũng có phụ kiện nhé. Phụ kiện nhíp rất là đầy đủ. Thì cái phụ kiện nhíp nó gồm những cái gì thì các bạn có thể xem những cái video trước đây mình có làm rồi. Phụ kiện nhíp thì mình sẽ trích lục cái phần video cuối ấy, phần phụ kiện nhíp cho các bạn. Tại vì là cho lên cái hình này mà đưa tất cả các phụ kiện lên thì các bạn hình dung nó rất là khó. Đấy. Hệ thống lái, gối cầu trước, gối cầu sau đều có. Cái bộ này thì các bạn cũng có thể biến thể sang sử dụng hệ thống treo trước và treo sau cũng được. Giá thành thì nó sẽ biến thiên theo tùy chỉnh. Thì bên mình sẽ đưa ra một số cái mục giá thành ở phía dưới phần mô tả sản phẩm. Tùy theo cấu hình có lấy nhíp hoặc không lấy nhíp, hoặc lấy hệ thống treo. Hệ thống treo có thể sử dụng cho cái bộ này rất là hợp lý. Treo trước và treo sau. Đấy. Về cơ bản thì bộ này mình lên với mục đích giảm giá thành. Cho nó giảm giá đi. Vì vậy là nó sẽ chỉ được bỏ một số phần hệ thống công tắc. Các bạn mua thêm những cái phần công tắc vô lăng thì nó giá trị nó khoảng 500.000 nữa. Đấy thì mình cứ báo giá luôn, ví dụ như ở trong cái bộ này là bao nhiêu. Cộng thêm bộ công tắc thì các bạn có thể tự cộng thêm vào, giá là 500.000 đồng. Đấy. Cầu trước thì bên mình bán là cái dòng cầu trước nó rất là Meyer, nó rất là chuẩn.
thì không như các bạn là mua một số chỗ thì họ bán rất là rẻ đấy, nhưng mà cái phần Meyer cầu trước người ta sử dụng bi cầu đấy, thì thằng này nó sử dụng bi côn. Bi côn này thì xe chơi thì cũng không yêu cầu cao, nhưng mà dù sao thì nó cũng rất là bền. Với bi côn này thì các bạn chở 2,5 tấn nó cũng không hỏng được, thì nó vẫn bền hơn là cái loại bi tròn. Bi tròn phổ thông ấy thì nó rẻ, thì đặc điểm nhận dạng của cái cầu trước này thì đối với những cái Meyer rẻ thì nó không có cả cái lắp lắp che, cái lắp che màu trắng gì cả đấy, thì là các bạn là sẽ nhìn thấy nó không có cái lắp che đấy, và vòng bi nó lộ thiên ra ngoài luôn. Cái thằng này là bi cầu. Ở đây thì trang bị thêm cả chân ga cho các bạn nữa, về cơ bản thì là đủ để làm rồi. Các bạn chỉ việc về chế khung lên thôi. Đối với cái cây cầu này thì đang ở trong cái bộ là cầu mét 1, thì lắp bánh lên nó sẽ là lắp mét 2 đấy. Nó với cái form xe là rất là đẹp, cỡ 1m1, mét 2 là rất là đẹp. Các bạn nằm lên mét 2 thì ra khung nó 1m3 thì nó cũng là tương đối to, nếu như các bạn thích nằm to. Còn mét 1 ra mét 2 là cũng tương đối rồi. Hoặc các bạn có thể làm khổ 1 mét thì lắp bánh lên 1m1 thì là vừa tầm hai người ngồi. Còn nếu nhỏ hơn một chút nữa thì sử dụng cái khổ 90, lắp bánh lên 1 mét. Thì 1 mét thì bố trí ghế là tương đối chật chội. Đấy. Đối với cái khổ xe 1 mét ấy, thì các bạn chỉ có thể đóng ghế băng thôi, ghế liền. Chứ nếu các bạn là đóng ghế đơn thì hai ghế tài và ghế phụ là rất khó bố trí. Thì đối với cái loại xe Jeep các bạn là 1 mét ấy, thì đóng ghế băng ấy, thì có thể làm được. Còn những cái kiểu cách xe khác ấy, thì nên đóng từ 1 mét 1 trở lên thì nó đẹp hơn. Đây, cái đèn hậu này nè. Đường kính của đèn hậu này là 13 cm các bạn nhé. 13 cm này. Đấy, các bạn là đèn hậu này là đèn hậu LED. Rất là đẹp, các bạn có thể làm lộ thiên được, nó rất là kín đây này. Để ngoài trời không ảnh hưởng gì cả. Hoặc là các bạn là có thể làm ẩn vào trong vỏ xe cũng được. Thì cái đấy thì tùy các bạn thôi. Đây cái phần cầu trước đây thì các bạn chỉ cần mua cái ống 60 các bạn hàn ở đây thôi. Cái chỗ này người ta tiện lấy chuẩn sẵn rồi, các bạn cắt cái ống 60 nó thật vuông góc là được, thì các bạn ép thẳng vào đây các bạn hàn là chuẩn luôn. Thì kinh nghiệm cắt cái ống thì như sau: nếu mà cái cầu sau dài 1m1 ấy thì các bạn trừ đi cho mình 22 cm đấy, mét 1 trừ đi 22 cm thì các bạn cắt cho mình một cái đoạn ống như vậy. Mét 1 mà trừ đi 22 này, và các bạn cắt cho mình là 88 cm đấy, 88 cm. Các bạn nhớ rõ nhá, các bạn cứ trừ đi cho mình 22 cm, các bạn cắt cái ống 88 cm thì các bạn là ra cái hàng cơ khí, các bạn mua cái ống 60 ấy thì bảo người ta có cái máy cắt, người ta cái loại máy cắt chuẩn ấy, nó cắt rất là vuông thì nó là 60. Các bạn chỉ về các bạn áp vào cái mặt này là chuẩn luôn. Ống dày ly 9 cũng được, mà xe chơi thì khoảng ly 4 cũng được, cũng chẳng hỏng được. Nếu các bạn mua được cái ống phi 57 thì cũng cũng được, nhưng mà thị trường thường là bán ống 60 nhiều chứ ống 57 thì ít. Đây là tổng thể một bộ nó là như vậy. Các bạn xem video nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cái việc đăng ký kênh ấy, nó giúp cho các bạn dễ dàng tiếp cận những cái video khác trong cái kênh của mình hơn.
Và xin thêm các bạn lưu ý với thêm với các bạn là phụ tùng thì em vẫn bán thường xuyên nhé. Nó lâu mới đăng được video lên bởi vì mỗi lần là sắp được một cái bộ phụ tùng này nó rất là vất vả. Đấy. Đây. Đây là các cái phần này. Đấy. Cầu trục này rất là nhiều các bạn nhé. Cầu xe xăng, cầu xe điện đây trên. Đây là cái toàn bộ cái đống cầu điện của mình này. Đấy. Độ khoảng vài trăm cái là cũng có các bạn nhé.